Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, hơn 4 thập kỷ trước, từ mùa xuân lịch sử năm 1975, tin vui từ Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền khắp cả nước giữa trưa ngày 30 tháng 4 đã làm rung động bao trái tim người nghe. Niềm vui, niềm hạnh phúc khôn xiết của người dân miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Niềm xúc động vô bờ của anh em miền Bắc đón chào anh em miền Nam trở lại mái nhà chung Việt Nam yêu dấu sau hơn 2 thập kỷ chia cắt. Chiến dịch vĩ đại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem lại mùa xuân thực sự, để non sông gấm vóc từ đây là của ta, do ta làm chủ vĩnh viễn ngàn năm. Để làm nên mùa xuân lịch sử ấy là biết bao mùa xuân nô lệ, căm hờn và rồi trào dâng nước mắt hạnh phúc ngày toàn dân sum họp. Chắt chiu từng chiến thắng, mở hàng loạt tuyến đường giao thông huyết mạch, chi viện cho chiến trường miền Nam đến Hiệp định Paris, chấm dứt sự can thiệp của đế quốc Mỹ trên đất nước ta, vân vân. Đó là những trang hào hùng không thể phai mờ trong lịch sử nước ta. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chương trình hát chèo với chủ đề Theo bước chân giải phóng để cùng nhau ôn lại những ngày tháng xúc động hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Đẹp thay đất nước hôm nay, lá vàng đổi sắc, nhành cây xanh trồi, cờ hoa rực rỡ mây trời, Bắc Nam cùng hát chung lời ngợi ca. Trăng ơi trăng sáng tỏi, soi khắp mi non, sông trăng chớ lạnh, trăng chớ lạnh mà ngắm những bông hoa. Này quê ta thắm mi đường lời ca, chiến đi thắng đi thắng lợi vang dội. Sao xuyến bồi hồi như tiếng hát quê hương. Chim
Lời bác triệu người trung nghĩa, một phần tư thế kỷ lên đường, nối đời cha, tiếp bước đời con, quyết giành chữ tự do độc lập. Hậu phương ấy, một dạ thủy chung, đường vào tiền tuyến ấy, điệp chung ngày. Vượt núi nghi mà xe lên đi, chẳng nghi soi là soi lối bước chứ chẳng đi, đi biển người mặc bom hay thủ bom thủ rồi xuống nơi đi nơi bom thủ rồi xuống. Nơi tiền phương vang khúc quân đi ca, bão nổi lên từ ấp Bắc Ba Nghi ra, cùng non nước ngây ngã tì lưng, hoa chiến đi thăng. Xuân sau tám sông Nghi Hương dậy sóng, đường chín đi kiến đi thường đi, nổi tiếng đi chiến đi công tiếng sông Tây Nguyên, hòa sông nước đi cửu long đi, thấy vàng chỉ một bài ca anh hùng vẫn đi vẫn. Con non ý,
vang khắp năm châu, chung vui cả nước hát câu, cùng nhau nối lại nhịp cầu Bắc Nam. Non sông ta hoa nở, tươi thắm khắp nơi. Tiếp chương trình là bài Khúc ca toàn thắng, soạn giả Công Sáu viết lời theo các điệu Vỡ nước, Sử bằng và Luyện tam tầng, Tốp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Bản anh hùng ca dậy khắp bốn phương trời.
Quý vị và các bạn thân mến, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, các bước chuẩn bị đã hoàn tất, tất cả chỉ chờ lệnh tổng tiến công. Quân ủy Trung ương và Bộ Chính trị đã quyết định đổi tên chiến dịch từ chiến dịch Sài Gòn Gia Định thành chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cùng với đó là mệnh lệnh viết tay của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới chiến sĩ toàn quân. Thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng. Việc lấy tên Bác để đặt tên cho chiến dịch mùa xuân lịch sử như muốn khẳng định rằng chiến công vĩ đại này chúng con kính dâng người như đài hoa đẹp nhất. Lời hiệu triệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một bản hịch tướng sĩ ngắn gọn đầy xúc tích, khích lệ toàn đảng, toàn quân ta tiến về phía trước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Công dâng lên người tiếp dòng hề trang sơ mới hồng mi tươi anh xuân mi tươi trói ngời
miền Nam bất đi khuất lòng hiếu ý chung vì son ý sắt làm theo lời bác năm mi qua đi thăng trận tin vui khắp nước đi nhà đi đánh nghi tan đi quân đi giặc ngày toàn đi Sài Gòn chiến công ngát đường hoa thơm dâng người hoa tươi hương ngát trên đất thành đồng nặng công ơn bác thắm sắc chiến công từ thành phố anh hùng mang tên bác mấy tự hào rạng rỡ nhường bao vừa rồi là bài Chiến công thành đồng kính dâng lên bác, hai nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và Minh Tâm song ca theo điệu Sử truyện, lời của soạn giả Việt Thanh. Kết thúc chương trình, top nam nữ Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ gửi tới chúng ta bài Thành phố tên vàng, soạn giả Minh Nhương viết lời theo điệu Hè mồi thắt lưng xanh. Yeah.
Hồ Chí Minh rực rỡ, đến hôm nay mới tròn vẹn ước mơ. Khỏa núi bấy nay khao khát mong chờ, ôi lộng lẫy khoai phong lá cờ giải phóng. Hải Âu dông tố quán gì, vượt Á qua Âu tìm đường cứu nước. Đến hôm nay thành phố tên vàng Hồ Chí Minh đẹp nắng, giữa mùa xuân dập bóng cờ bay. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình hát chèo với chủ đề Theo bước chân giải phóng, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Chương trình này do biên tập viên Anh Tú biên soạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.